Một cái ứng dụng mới cực kỳ là ngon mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn giúp các bạn thể tham gia làm nhiệm vụ kiếm tiền rút về cái ví Paypal của bạn hoàn toàn là miễn phí nhá Và mình đã rút tiền về đây thành công và cái số dư hiện tại ở trong cái ví Paypal của mình đang có là 46 đô tính ra thì nó rơi vào tầm là gần 1 triệu tiền Việt nhá Và nhân tiện đây bạn nào mà có USD của ví Paypal ấy mà các bạn không biết cách bán và rút về cái tài khoản ngân hàng của các bạn thì các bạn có thể liên hệ với mình, mình sẽ hỗ trợ và thu mua cho các bạn nhé. Các bạn có thể chuyển đô cho mình, sau đó mình sẽ gửi qua cho các bạn là qua Momo hoặc là qua tài khoản ngân hàng đều được. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng ngày hôm nay. Đây là một cái ứng dụng theo đánh giá của mình nhé. Bây giờ nó quá là uy tín để chúng ta có thể tham gia nhé. Hiện tại thì có ít người tham gia nên là chúng ta sẽ là những người đi đầu tiên để chúng ta có thể kiếm được tiền trước ở trên cái ứng dụng này. cái đường link tham gia tải cái ứng dụng này cũng như là đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhá à, lần đầu tiên mà các bạn đăng ký thì chúng ta sẽ nhận được là 0,25 đô à, sau khi mà các bạn đăng ký xong và các bạn làm một cái nhiệm vụ nữa là cộng được 3,5 đô nữa tổng cộng chúng ta đã có 0,6 đô tính ra thì nó rơi vào khoảng độ là 13 14 nghìn rồi nhá đấy đăng ký thành công xong đã có 13 14 nghìn rồi hoàn toàn là miễn phí rồi bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình một cái tài khoản Gmail bất kỳ của bạn ở đây, mình sẽ liên kết với cái tài khoản Gmail ở đây nhá. Rồi sau khi mà chúng ta đã liên kết tài khoản thành công, các bạn sẽ nhận được ở đây là 0.25 đô ở đây nhá. Hiện tại số dư mình đang có là 5.10 đô và bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn tham gia làm một cái khảo sát nho nhỏ ở đây để chúng ta có thể nhận được tiếp ở đây là 0.35 đô, rất là đơn giản thôi. Cái giao diện ở trên cái ứng dụng này thì nó không có quá là phức tạp cả để các bạn có thể tham khảo. một cái ứng dụng giúp các bạn có thể tham gia làm nhiệm vụ, làm khảo sát để chúng ta có thể kiếm tiền hoàn toàn là miễn phí. Đây mình sẽ ấn mục phần 0.35 ở đây. Ở đây thì các bạn chọn cho mình cái khảo sát rất là đơn giản thôi. Đây ngày tháng năm sinh của các bạn vào đây này. Chọn làm sao cứ trên 18 tuổi cho mình là được. Rồi ví dụ 1998 đi. Sau đó các bạn ấn mục phần con tiêu lơ ở đây cho mình nhá rồi sau đó các bạn chờ một lúc ở đây này vui lòng nhập cái mã vùng của bạn nhập mã vùng thì các bạn ghi cái mã cốt của các bạn ra ở đây thì mình cứ điền bừa vào đây này rồi sau đó mình ấn một phần con tiêu ở đây nhá làm các bạn làm chậm chậm thôi để nó trả thưởng cho chúng ta rồi sau đó các bạn chọn một trong những cái bất kỳ ở đây này chọn tầm vài dòng đi cho mình sinh viên chưa tốt nghiệp đại học này không muốn nếu khác này đấy chọn một cái dài dài đi rồi ok các bạn một phần con tiêu nhá Làm chậm chậm thôi không cần phải làm nhanh đâu Bởi vì nó yêu cầu là 3 phút mà Vừa lấy chúng ta ấn vào mục 0.35 m Rồi mình sẽ ấn một phần con tiêu ở đây nhá Rồi như vậy là mình đã hoàn thành được rồi Và cái số dư Đấy các bạn để ý này Số dư của mình đã lên là 5.45 rồi Rất là đơn giản thôi Mình đã hoàn thành được ở đây nhá Hàng ngày thì các bạn vào đấy kiểm tra cho mình Cái khảo sát này là cái khảo sát dễ nhất Để chúng ta có thể tham gia Hôm trước mình có làm một cái video cũng giới thiệu qua cho các bạn về cái ứng dụng này rồi. Nhưng mà có rất là nhiều bạn còn đắn đo, ấy, đắn đo chưa muốn tham gia xem cái sự uy tín ở trên cái ứng dụng này nó thế nào phải không? thì ngày hôm nay các bạn tham gia luôn cho mình đi. Cái ứng dụng này nó cực kỳ là uy tín để chúng ta thể tham gia và kiếm tiền nhá. Tiếp theo này những cái khảo sát tiếp theo, khảo sát này các bạn có thể nhận được là 0,5 đô. À, khảo sát tiếp theo là 0,14 này, 0,5 này rất là nhiều những cái khảo sát để các bạn có thể tham gia và các bạn có thể làm đây cho mình. Tiếp tục mục bên này cũng vậy. Mục bên này nó cũng giống như bên kia thôi, offer này. Ở bên cái mục offer này là các bạn có thể tham gia quay skin những cái ứng dụng này. Có một cái ứng dụng các bạn có thể nhận được là 1.3 đô, 0.26 đô này, 0.8 đô. Đấy rất là nhiều phần skin này những cái app ở đây để các bạn thể tham gia tải và chúng ta sử dụng và từ đó các bạn có thể nhận được cái số lượng hoa hồng mà nó trả cho các bạn nhá. Còn có rất là nhiều phần, đây các bạn có thể vuốt này, còn có một cái phần chơi game nữa này. Đây là cái phần chơi game nhá, phần chơi game giải trí và phần có thể kiếm được đô ở đây. Rồi sang cái mục redeem ở đây. À cái phần này là phần rút tiền các bạn ạ. Từ từ nhá, sang tiếp theo cái mục uh, discover này. Ở đây là cái phần chúng ta có vấn đề gì, ui À, trên cái ứng dụng này nó còn có cả bộ phận chăm sóc khách hàng nữa các bạn ạ Có nghĩa là có vấn đề gì thì các bạn có thể liên hệ với người ta Để người ta có thể hỗ trợ và giúp đỡ cho mình nhá Đây liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng ở đây cho mình này Tiếp theo sang cái mục bên này này Mục bên này nè Ở à, đây nó còn có cái phần tham gia kiểu như là giành giải thưởng nữa cơ Ví dụ như là ai đứng top đầu thì có thể nhận được lên tới là 25 đô Tương đương với là 500 nghìn nhá Tương đương với là 500 nghìn này Giải nhì là được 18 đô và giải ba là được 12 đô. Mình xem có bao nhiêu giải ở đây nhá. Tổng cộng ở đây có khá là nhiều giải. À, liệu xem nào. Hình như là có 50 giải các bạn. Có 50 giải nhá. Ở đây là có 50 giải. Mình chưa đứng ở top nào cả. Mình chưa thấy mình đứng ở top nào cả. Đây. Nếu mà chúng ta tham gia làm khảo sát được 2 đô thôi. Các bạn cũng có cơ hội nhận được là 1.5 đô ở đây. Hình như ở đây cứ một tuần thì chúng ta sẽ kiểu nhân lại nhận được giải tiếp đây các bạn tự ấn một phần start ở đây này, à, có nghĩa là ai làm được nhiệm vụ kiếm được nhiều đô, ai làm nhiệm vụ kiếm được nhiều đô ở đây thì các bạn có cơ hội được sang cái mục xếp hạng đây nhá. Nếu mà các bạn càng xếp hạng cao ấy, thì cái số lượng đô mà nó thưởng cho các bạn nó sẽ càng nhiều ở đây. nên là các bạn có thể là bạn nào mà có kinh nghiệm tham gia làm khảo sát ở đây này, thì các bạn có thể vào những cái mục ở đây các bạn làm khảo sát để chúng ta có thể kiếm được cái số lượng đô và càng kiếm được cái số lượng đô thì các bạn càng có cơ hội nhận được cái phần thưởng và tham gia làm khảo sát như nào là như cái lúc vừa nãy mình hướng dẫn các bạn làm một cái khảo sát ấy. chỉ cần điền ngày tháng năm sinh này hoặc là nó yêu cầu cái gì thì chúng ta ghi ra đấy nếu mà các bạn kiểu như là nó hỏi bằng tiếng Anh thì chúng ta cứ trả lời một đoạn bằng tiếng Anh đấy sau đó chúng ta sẽ ấn một phần OK là được nếu mà bạn nào mà có kinh nghiệm đi giới thiệu bạn bè thì các bạn có thể ấn một phần dép ở đây nhá các bạn có thể giới thiệu cái đường link cho bạn bè và người thân của bạn khi mà bạn bè người thân của bạn tham gia đăng ký làm nhiệm vụ Mà thì các bạn có thể nhận được lên tới khoảng độ là 25% hoa hồng chẳng hạn Đấy là một cái nguồn thu nhập ngoài này Dành cho bạn nào mà có cái cộng đồng lớn nhé Còn không thì chúng ta mà có kinh nghiệm làm khảo sát ở đây rồi Thì các bạn cứ làm khảo sát ở đây cho mình là được Càng làm được nhiều khảo sát ở đây Các bạn phần kiếm được đô ở đây này Và phần có cơ hội nhận được cả cái phần thưởng ở bên này nhé Nên đây là một cái kèo cực kỳ là ngon Chúng ta không nên bỏ lỡ ở đây cho mình rồi sang cái mục rút tiền đó là mục ZRM ZRM nhỉ Ở đây thì mình xem có mấy cổng rút tiền Đây là cái phần rút về đâu đây nhỉ Mình cũng không rõ cái phần này là rút về đâu Hình như là hay là rút về tài khoản ngân hàng à Thôi chúng ta cứ rút về Đây mình thử test nhá nó sẽ có tổng cộng là 4 cái à 7 cái cổng rút tiền. Thứ nhất là các bạn có thể rút về PayPal này, thứ hai các bạn có thể rút USDT, Thứ ba là Bitcoin, ETH này, crypto này, Bitcoin Cash và LTC. Thì uh, theo mình ấy, nếu mà bạn nào có USDT thì các bạn nên rút về USDT. Mỗi cái là USDT phí của nó hơi cao một à quên, min rút hơi cao một chút. Đấy, min rút của nó hơi cao một chút nhá. Đây các bạn để ý này. Ví dụ chúng ta cần phải có đủ 15 USDT, nhưng mà bắt buộc chúng ta cần phải có 16.9 bởi vì phí rút của nó là 1.9 đô ủy ừ, phí cao thế, gần 2 đô một đồng Mình thử xem Paypal phí nó cao không nào Paypal thì nó rẻ lắm các bạn ạ Paypal phí của nó chỉ có 0,5 đô thôi Mà min rút của nó cũng rất là thấp, chỉ có 10 đô thôi Nên là mình khuyên các bạn nên rút về Paypal Mình đang có là 5.45 rồi Thiếu tầm 4 đô nữa thôi là mình có thể rút được rồi Nên là chúng ta cứ kiếm và rút về ví Paypal nhé Ví Paypal các bạn bán đô, các bạn cũng được tầm 20, 21 Nó cũng cao phết đấy. Nếu mà bạn nào mà quen người kiểu như là Người mua giới thiệu rồi ấy, thì các bạn có thể bán được với giá đấy Còn không thì các bạn có thể rút về cái tài khoản ngân hàng của bạn Rút về tài khoản ngân hàng của bạn thì nó được giá tầm 22 chấm mấy ấy. Nhưng mà phí mỗi một lần rút thì chúng ta mất tầm 60.000 Nên là bạn nào phải có thật nhiều cơ Từ tầm vài chục đô, tầm 50 đô trở lên Thì chúng ta mới rút về tài khoản ngân hàng Còn tầm vài đô lẻ lẻ ấy, thì các bạn có thể bán cho mình Hoặc là bán cho một bạn nào bất kỳ chẳng hạn còn không rút về tài khoản ngân hàng phí của nó là 60.000 trên một lần rút nhá. Nó tương đương với là 3 đô ấy, nên là các bạn phải có tầm vài chục đô thì chúng ta mới có thể rút về tài khoản ngân hàng của các bạn. Rồi đấy là cái phần mà mình chia sẻ cho các bạn về một cái ứng dụng giúp chúng ta có thể tham gia làm nhiệm vụ kiếm tiền hoàn toàn là miễn phí và cực kỳ là uy tín nhá. Làm khảo sát ở đây thì nó cũng dễ thôi, hầu như là bạn nào mà tham gia kiếm tiền online ấy Đa số những cái dạng khảo sát như này các bạn đều có thể làm được Đấy, mình nghĩ là chắc chắn là các bạn cũng sẽ thể, thể làm được còn hàng ngày thì chúng ta sẽ vào kiểm tra xem nhé Nó sẽ có một cái khảo sát cực kỳ là dễ mà các bạn có thể nhận được là 0.35 đô để các bạn thể tham gia và các bạn thể làm đây cho mình rồi thì ở trên cái ứng dụng này bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn thể kết bạn qua Zalo nhé mình sẽ hướng dẫn bây giờ mình sẽ sang quay và trao quà cho những bạn may mắn nhất ở video đợt trước đây Bây giờ thì mình sẽ quay Evan và tặng quà cho những bạn may mắn nhất ở cái video đặt trước nhá. Các bạn tham gia xem video trên kênh của mình nhé các bạn có cơ hội nhận được cả phần quà. Và mỗi phần quà mình trao cho các bạn trị giá là 5k qua Momo, qua thẻ cào hoặc là qua tài khoản ngân hàng nhá. Để tham gia nhận quà rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần xem hết video này, like rồi các bạn để lại một cái bình luận bất kỳ. Ở cuối mỗi cái video mình quay trúng tên của bạn nào mà bình luận ấy thì bạn đó có thể kết bạn qua Zalo nhé để có thể nhận quà. Video này của mình có hơn 800 view trong khoảng 24 giờ thì mình sẽ tặng cho là 5 phần quà nhá. Cứ cái video nào của mình mà đạt tầm mà 1000 view trở lên ấy thì mình sẽ tặng cái số phần quà nó sẽ cao hơn. Rồi xin chúc mừng bạn đầu tiên này. Rồi đây là bạn thứ hai nhá. Đức Văn Phạm Phan Văn Đức đây là bạn thứ ba này rồi đây là bạn thứ tư ngày hôm nay mình sẽ tặng là 5 bạn bởi vì cái số view của mình trong khoảng 24 giờ chưa được 1.000 view nên là mình chỉ tặng được 5 bạn thôi cứ trong khoảng 24 giờ số view của mình mà trên 1.000 view ấy, thì cái số lượng phần quà nó sẽ tăng lên là 10 10 phần quà 15 thậm chí là 20 25 nhá Nên là các bạn thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa rồi sau video này làm bạn chụp cho mình cái số tư tự kèm theo đó là số Momo gửi qua Zalo nhé để các bạn thể nhận quà từ mình. Video này mình kết thúc ở đây. Xin chào tất cả các bạn.